Linh chào tất cả mọi người. Hôm nay em Linh quay trở lại đây với một cái chuyên đề là có rất là nhiều các bậc phụ huynh và các cô, các bác inbox hỏi Linh là làm thế nào để chăm sóc cái làn da của các bạn tuổi mới dậy thì. Bởi cái giai đoạn này, làn da ảnh hưởng tiêu cực của sự biến động của hormone nội tiết trong cơ thể. Chính vì vậy mà các bạn tuổi teen phải tuân thủ theo các bước chăm sóc da cơ bản, đồng thời cũng tìm hiểu và sử dụng những cái sản phẩm thật sự là chất lượng và an toàn phù hợp với cái làn da của mình. Bởi làn da lúc này vô cùng nhạy cảm, và để muốn có một cái làn da khỏe và đẹp thì chúng ta sẽ cùng Linh đi đến những cái phần chăm sóc da nhé. Tuổi dậy thì vốn là một cái giai đoạn mà thể chất và làn da thay đổi rõ rệt nhất. Nếu như trước tuổi dậy thì cái làn da rất là mềm, mịn và trắng sáng, căng bóng, mịn màng, thì ở tuổi dậy thì cả nam giới và nữ giới đều phải đối mặt với mụn, nám, sạm và cái làn da có lỗ chân lông to, và thậm chí là có những bạn còn sở hữu luôn cái làn da có những cái vết thâm chi tiết chít trên cái khuôn mặt của mình. Vì thế chăm sóc cái làn da ở tuổi dậy thì nó là cái nền móng để có một cái làn da khỏe đẹp cho sau này. Nếu các bạn biết cách chăm sóc da tốt từ bây giờ thì chắc chắn sau này các bạn sẽ sở hữu một cái làn da vô cùng là khỏe và đẹp. Và ngược lại, nếu như các bạn trong cái giai đoạn này không biết cách chăm sóc da thì cái làn da của mình sau này sẽ trở nên lão hóa rất là nhanh, kèm theo là sạm, nám. Và theo các chuyên gia thì các bạn tuổi teen chúng ta cần có những cái bước chăm sóc da phù hợp với cái làn da của mình. Lúc này cái làn da của chúng ta vẫn còn rất là khỏe, chúng ta không cần phải sử dụng đến những cái sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Như các lứa tuổi từ ngoài 30 tuổi hay 40 tuổi trở đi, mà chúng ta chỉ cần lưu ý những cái điểm sau đây các bạn nhé. Đầu tiên các bạn hãy làm sạch da cho Linh nhé. Cái bước làm sạch da nó cũng giống như các bạn đánh răng vào buổi sáng và buổi tối để duy trì cái làn răng của chúng mình chắc khỏe, thì cái làn da của chúng ta cũng vậy các bạn ạ. Các bước làm sạch da cơ bản như sau. Tẩy trang là bắt buộc, tất cả cái lứa tuổi vị thành niên là chúng ta bắt đầu sử dụng đến nước tẩy trang. Nước tẩy trang để nó loại bỏ đi những cái cặn bã nhờn và những cái bụi bẩn vi khuẩn bám trên bề mặt da của chúng ta. Đồng thời nó còn giúp cho cái làn da của chúng ta thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Và cái bước số 2 đó chính là sữa rửa mặt. Những cái bước này vô cùng quan trọng đối với tất cả các bạn, đặc biệt là những cái các bạn mà tuổi teen các bạn nhé. Vì bộ đôi này nó sẽ giúp các bạn lấy sạch đi những cái bụi bẩn bã nhờn ở sâu dưới lỗ chân lông, giúp cho các bạn có một cái làn da khỏe đẹp, và nó cũng là một cái nền móng giúp các bạn sau này sẽ sở hữu một cái làn da vô cùng. Chỉ cần tẩy tế bào chết một lần trên một tuần là cũng rất là ổn rồi. Còn đối với những cái bạn nào mà sở hữu cái làn da nó có nhiều dầu thì chúng mình nên sử dụng 2 lần các bạn nhé. 2 lần trên một tuần nó sẽ giúp các bạn đào thải những cái lượng dầu thừa và các cặn bã nhờn trên làn da của chúng mình, giúp cái làn da của chúng ta trở nên thông thoáng. Thế cái tình trạng da của chúng ta bị bít các lỗ chân lông, cái nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn các bạn ạ. Và cái bước số 3 là chúng ta dưỡng ẩm cho cái làn da ở tuổi vị thành niên. Chúng ta sử dụng cái sản phẩm dưỡng ở đây, chúng ta không chú trọng đến những cái sản phẩm dưỡng mà nuôi dưỡng cái làn da ở sâu bên trong như các bạn lớn tuổi hơn, mà chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm dưỡng thông thường cũng được. Bởi cái làn da của chúng ta lúc này nó vẫn còn rất là khỏe. Nuôi dưỡng đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng Linh nốt lại nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ sử dụng nước tẩy trang để loại bỏ những cái bụi bẩn và cặn bã nhờn ở trên cái khuôn mặt của mình. Sau đó sử dụng đến cái sản phẩm làm sạch là sữa rửa mặt để loại bỏ sâu ở dưới lỗ chân lông của chúng ta những cái chất bã nhờn cũng như là những cái độc tố gây ra mụn ở dưới lỗ chân lông nhé. Và cái thứ ba nữa đó là tẩy tế bào chết, đúng không ạ? Tẩy tế bào chết. Và cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ bảo vệ cái làn da của mình là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để giúp cho cái làn da của chúng ta chống được tất cả các tác hại từ môi trường cũng như là tia ánh nắng mặt trời, để giúp cho cái làn da của chúng ta lúc nào cũng căng bóng mềm mịn các bạn nhé. Đó là những cái chia sẻ của Linh về cái cách chăm sóc da của các bạn tuổi teen, và giúp cho các bạn sẽ có một cái nền móng da chắc khỏe và đẹp từ bây giờ, để sau này các bạn sẽ có sở hữu một cái làn da đẹp bạn người mê nhé.